cúi mình như mùa lúa chín vàng chịu hạt. Nếu cả cánh đồng toàn những bông lúa lép đứng thẳng đầu thì đó là dấu hiệu mất mùa nghiêm trọng. Chỉ có những bông lúa vàng chịu hạt mới cúi mình xuống mà thôi. Cuộc đời của Ruter như những bông lúa chín vàng chịu hạt vậy. Trong tâm hồn nàng, sự lịch thiệp, trang nhã của nàng đã khiến nàng được trở nên sang trọng. Sự hiền từ Chúa làm tôi nên sang trọng. Việc quyết định tin nhận và bước theo Đức Chúa Trời đến từ sự thôi thúc bên trong tâm linh của Ruter, chứ không phải nàng tuyên bố những lời ấy một cách cảm tính, dựa trên cảm tình riêng để lấy lòng mẹ chồng Naomi. Nàng đã học cách nương dựa và bước đi trong sự đầu phục Đức Chúa Trời từ khi công bố niềm tin vào một Đức Chúa Trời hằng sống. Nàng cũng là hình ảnh về sự thuận phục Đức Chúa Trời, trái ngược hoàn toàn với cả dân sự. Ai nấy đều muốn đi con đường của riêng mình trong thời các quan xét. Nàng đã học phép tắc trong nhà chồng cũng như phép tắc đối với các thợ gặt. Đặc biệt, nàng đã học phép tắc trước một ông chủ nhân đức của mùa gặt là Bô-ô. Con người nàng toát lên tâm tình khiêm cung và chân thật như chính bối cảnh đồng quê vậy. Nàng không cần một nhà văn hay bất kỳ ngòi bút nào phóng đại, tô vẽ, tạo nên điểm nhấn cho nàng. Tiếng thơm về cung cách sống, sự tần tảo, cần mẫn, hy sinh tuổi trẻ của nàng đã lan tỏa đến tận cánh đồng Bethlehem. Nàng là người nữ trẻ trung, năng nổ. Nàng không sợ cực khổ cái nóng của mùa hè, không sợ cái đói, cái khát, cái nghèo. Nàng không sợ những gốc dạ lô nhô khiến nàng có thể chảy da, xước tay. Nàng không sợ bùn lầy, nước đọng của đồng ruộng. Nàng lấy chính tay mình và nuôi mẹ chồng. Nàng đã không ngủ trong kỳ mùa gặt. Vừa nhìn thấy nàng, Bô-ô đã chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên và tìm thấy được niềm vui để ngày mai tiếp tục ra đồng. Nàng khiến biết bao mẹ chồng mong mỏi hưởng cái hạnh phúc tuổi già. Ruter là người nữ đã biết xây dựng cốt cách, giá trị của bản thân bên trong tâm hồn con người nàng. Nàng không chạy theo những sự hào nhoáng, sự nổi tiếng của đám đông. Nàng không tìm cách nương dựa vào sự nổi tiếng hay giàu có. Nàng đã nương dựa vào chính mình Đức Chúa Trời. Mặc dầu chúng ta không nghe thấy một lời cầu nguyện nào của nàng, cũng không nhìn thấy nàng đưa tay lên khiến đám đông chú ý, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự hiện diện của cốt cách, giá trị khiêm cung của nàng trong cách cư xử với những người nghèo cũng như người quyền thế, giàu có. Nàng đã nương dựa vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tín thác cuộc đời và giao phó đôi tay, đôi chân, sức lực của mình để Đức Chúa Trời làm công cụ ban phước, mở đường cho nàng. Nương dựa vào sự hiện diện của Chúa, càng khăng khít bao nhiêu thì càng khiến người ta chú ý sự hiện diện của chúng ta bấy nhiêu. Nếu chúng ta biết tự giấu mình đi trong sự hiện diện của Chúa, thì Chúa càng gia tăng sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Nàng không thực hiện niềm tin của mình như một giáo điều cứng nhắc, nhưng nàng đã đem niềm tin ấy vào đời thực của mình. Chẳng nghe được tiếng chuông nhà thờ nào vang lên trong sách Ruter, nhưng Đức Chúa Trời đã lên tiếng trong thời kỳ tăm tối, thời kỳ mà ai cũng coi mình là vua của mình. Ngài đã chứng minh cho thế giới biết rằng Ngài đang tìm kiếm người nào đó theo lòng dạ của Ngài. Ngài đang tìm kiếm những người biết ẩn giấu chính mình trong sự hiện diện của Ngài. Ngài đang tìm kiếm con gặt với những mồ hôi và khăn vắt trên vai. Ngài đang tìm kiếm những con người luôn sẵn sàng thỏa lòng với sự dẫn dắt và ban cho của Chúa hơn là tìm kiếm sự thỏa mãn bản thân. Chúng ta đang sống trong thế giới chẳng khác gì thời kỳ các quan xét. Chúng ta muốn chứng tỏ cho ai đó đều biết chúng ta giỏi, mạnh mẽ và khôn ngoan. Chúng ta không chịu cúi mình trước ai, chúng ta không chịu thua ai. Ngay cả khi ra nghĩa trang nơi của sự chết, cũng phân bì tranh đấu xem ai có phần đất rộng hơn trước khi chết, ai có ngôi mộ cao hơn, ai có lát gạch đá hoa đẹp đẽ hơn. Đức Chúa Trời đã cho Ruter xuất hiện nhiều ở nơi đồng ruộng hơn là ở những nơi xa hoa, lộng lẫy, sầm uất.
Router xuất hiện trong tư thế như những bông lúa vàng chĩu hạt. Router xin mẹ chồng ra đồng mót lúa. Ngay từ lúc chưa ra đồng, nàng đã ý thức nàng chỉ là người đi theo sau các con gặt thôi. Nàng không dám đi trước, nàng cũng không dám đi ngang hàng, nàng đi theo sau mẹ thôi. Router đặt chân ra cánh đồng, nàng xin phép các con gặt cho phép theo sau để mót lúa. Nàng không lấn tới gần những bó lúa không thuộc về mình. Nàng không bao giờ tìm cách giành giật điều nàng không được phép. Nàng đã thỏa lòng với những rễ lúa mà đôi tay cần mẫn và mồ hôi của nàng mót được. Chính vì thế, Đức Chúa Trời đã vươn tấm lòng và đôi tay của Ngài qua các thợ gặt. Đặc biệt là Bô-ô, ông chủ mùa gặt, đã ra lệnh cho các thợ gặt hãy cho nàng được tự do và không ngăn trở, gây khó dễ cho nàng. Bô-ô còn ra lệnh cho các đầy tớ thỉnh thoảng hãy rút vài rễ trong bó lúa, bỏ rớt cho nàng mót và đừng trách móc nàng điều gì. Đức Chúa Trời luôn nhìn thấy tấm lòng trắc ẩn của con người. Ngài nhìn thấy Router đã học để cúi sấp mình, cúi mặt để tỏ lòng kính trọng ông chủ của mùa gặt. Và cuối cùng, chính ông chủ của mùa gặt đã ban phước cho nàng. Thái độ thuận phục mẹ chồng, thuận phục các thợ gặt, thuận phục ông chủ Bô-ô được xuất phát từ bên trong và tinh thần đó đã dẫn nàng đến mùa gặt. Đức Chúa Trời luôn minh chứng cho thế giới và lịch sử loài người biết rằng chưa có một người nào cúi mình, cúi lòng trước Ngài mà lại bị mất mùa bao giờ. Hãy cúi mình, cúi đầu, cúi lòng trước Chúa của mùa gặt thì bạn và tôi sẽ được trúng mùa gặt bội thu. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Gia-cơ đoạn 4 câu 6. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời để đến thời điểm thích hợp, Ngài sẽ nhấc anh em lên. Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 6.